vui được gặp lại các bạn trong chuyên mục Người Gieo Hạt Sức Khỏe Tài Chính. Mình là Duyên và bạn đồng hành với mình là anh Quang, cùng đến từ khối quản lý tài sản. Hôm nay thì mình và anh Quang sẽ cùng giải quyết câu chuyện của bạn Ánh Dương có gửi về cho chương trình thông qua group Đầu Tư Thông Minh Tự Do Tài Chính. Bạn Ánh Dương có chia sẻ đó là: em có một vấn đề rất đau đầu về quản lý tài chính của mình và mong anh chị tư vấn giúp em. Em năm nay 29 tuổi và em làm freelance nhưng chủ yếu là đầu tư. Em đã bất động sản và đầu tư các quỹ hay cổ phiếu. Trước kia em đi làm công, lương tháng cũng tương đối và em có để dành được một khoản tiền và mua được một căn hộ. Sau đó thì em bán căn hộ đi, lời được một ít và nhận thấy là dòng tiền thu nhập của mình tốt hơn nên bắt đầu lướt bất động sản từ đó. Nhưng cứ sau mỗi lần lướt bất động sản thì em lời được một ít thì lúc này lại không quản lý được dòng tiền như trước kia nữa. Vì cứ dư ra được một chút thì em lại tiêu xài thoải mái hơn. Kết quả là với thu nhập hàng tháng dao động hơn 30 triệu nhưng sự thật là em không tiết kiệm được một khoản nào. Ngày trước thì đi làm lương chỉ mười mấy triệu nhưng em tiết kiệm được rất nhiều, còn bây giờ thì em chịu. Em biết em đang mất kiểm soát về quản lý tài chính của mình nhưng chưa biết cách giải quyết như thế nào thì mong anh chị tư vấn giúp em. Vậy thì có thể nhận thấy đó là trong câu chuyện mà bạn Ánh Dương có chia sẻ thì cái vấn đề mà bạn Ánh Dương gặp phải đó là bạn Ánh Dương chưa có mục tiêu trong tài chính, chưa có kế hoạch tài chính và chưa có kỷ luật trong tài chính để có thể đi cái con đường tài chính của mình đúng nhất và mình có những cái khoản đầu tư hay khoản tiết kiệm cho bản thân mình. Anh Quang thấy sao về câu chuyện của bạn Ánh Dương ạ? Anh nghĩ là cây này cũng là cây điển hình của khá nhiều người, đúng không ạ? Tức là gặp vấn đề về đang mất kiểm soát chi tiêu. Đầu tiên mình phải xác định vấn đề chính này, đúng không? Thì bạn ấy cũng nhận diện được rồi là bạn đang mất kiểm soát về cái cách quản lý tài chính của mình. Đó, cụ thể là chi tiêu đang là bị mất kiểm soát, đúng không ạ? Thế thì đương nhiên là còn một số vấn đề khác nữa, đúng không? Ví dụ như về cái nguồn thu thì bạn ấy đang mỗi làm cái công việc một người làm tự do freelance, coi như là đầu tư hay là nói cách khác là lướt bất động sản. Thì ta coi thế là cái việc này nó có bền vững hay không cũng là cái cách mà chúng ta phải nhìn tiếp thêm, đúng không ạ? Nhưng mà hiện tượng là đang là như vậy. Đấy, thì vấn đề như vậy rồi thì bây giờ ta phải đi tìm cái nguyên nhân gốc là từ đâu, đúng không? Thì vừa rồi là Duyên là có chỉ ra cái nguyên nhân gốc mà anh nghĩ rất là đúng. Đó là cái mấu chốt vấn đề là bạn Ánh Dương là bạn ấy không có một cái mục tiêu rõ ràng. Rốt cuộc cuối cùng thì tôi cần gì trong cái quản lý tài chính cá nhân của tôi? Mà bạn ấy chỉ ra cái hiện tượng là dường như là bạn ấy mất kiểm soát về cái quản lý tài chính thôi, chứ không nhận diện được là vấn đề gốc nó nằm ở đâu. Nếu mà không xác định được vấn đề gốc thì làm sao mà có thể giải quyết triệt để được, đúng không ạ? Thì cái gốc ở đây là bạn ấy không biết được cái mục tiêu thực sự mình muốn gì trong vấn đề về quản lý tài chính của bạn, mình cần cái điều gì, đúng không ạ? Rồi thì cái thứ hai nữa là bạn ấy thiếu kiến thức để mà có thể biết cách lập cho mình một cái kế hoạch như nào, đúng không? Không có mục tiêu, thiếu kiến thức thì tự dưng là sẽ dẫn đến là hành động sẽ mất kiểm soát và không có kỷ luật, thì hậu quả nó sẽ như này thôi. À, rồi thế thì bây giờ câu hỏi tiếp theo, vấn đề của anh Dương có thể được giải quyết không? Thì anh tin rằng là hoàn toàn có cách. Bây giờ anh ấy chỉ ra rồi là trước đây đi làm công anh lương có mười mấy triệu mà có thể tiết kiệm được rất nhiều, đúng không? Bây giờ cái thu nhập ở mức tầm 130 triệu mà lại không tiết kiệm được, chắc chắn là có vấn đề không ổn ở đây rồi, đúng không ạ? À, thì với trường hợp này anh nghĩ là hoàn toàn có thể. Vì những cái cây khác, bạn này sinh sống ở đâu vậy? Bạn có nói là ở đâu không? Bạn không chia sẻ là bạn ở đâu. Chắc là ở thành phố thôi, nhưng mà mình nghĩ là những người khác ở cái mức thu nhập như này hoàn toàn có thể có tiết kiệm rất là ok, đúng không ạ? Thế thì bây giờ phương pháp giải quyết như nào? Phương pháp giải quyết là anh Dương cần phải nhờ một financial health coach, đúng không ạ? Giúp bạn ấy việc đầu tiên là nhận diện vấn đề của mình rõ ràng, đúng không? Rồi lập một cái kế hoạch tài chính, trên đó nhận diện được là thói quen của bạn hiện giờ ra sao, sức khỏe tài chính bạn đang ở mức độ như nào, đúng không? Bạn đã có sức khỏe tài chính chưa theo cái tiêu chí mà chúng ta đã đặt ra? Bạn ấy đã lập được đủ các loại tài sản như là một cái tiêu chuẩn, một cái tài chính thông thường chưa? Ví dụ như là phải hỏi rất rõ là bạn ấy đã có tài sản phòng vệ chưa, đúng không? Có quỹ thanh toán nhanh chưa? Có bảo hiểm các loại đầy đủ chưa? Bạn ấy đã có kế hoạch cho hưu trí chưa, đúng không? Rồi đã có thiết lập mục tiêu để đầu tư để đạt được những cái thứ trong cuộc sống của mình chưa? Tất cả những câu hỏi đó phải làm rõ, rất là rõ ràng, đúng không ạ? À, rồi thế thì trên cái nền tảng mà có một cái hệ tài chính toàn diện đi qua các bước, đúng không? Ví dụ như từ là xác lập mục tiêu là gì này, nhận diện tình hình hiện tại, rồi planning cho các cái loại tài sản như là tài sản phòng vệ, bảo hiểm, hưu trí, tài sản đầu tư theo mục tiêu và tài sản khác, đúng không ạ? Đấy, vân vân các loại,
đúng không? Thì lúc đó là mình nghĩ anh Dương sẽ có một bức tranh rõ ràng và sẽ biết làm gì. Ngoài ra thì có một financial coach mà đồng hành với mình, thì bạn ấy sẽ có thêm cái niềm tin vào bản thân mình là mình hoàn toàn có thể đủ kiến thức làm được cái tài chính, và đồng thời là có một người luôn luôn nhắc nhở mình để mình giữ được kỷ luật. Đó, anh nghĩ như thế là giải quyết được vấn đề của anh Dương ngay thôi. Vấn đề này không có gì là quá khó đâu. Cái vấn đề của bạn anh Dương thì hiện tại bây giờ rất là nhiều người cũng mắc phải như thế này. Chính vì thế mà trước tiên thì bạn anh Dương nên lập cho mình một cái kế hoạch tài chính tổng thể để biết rằng là cái mục tiêu tài chính của mình ở đâu, mình gồm các loại tài sản cơ bản trong cái kế hoạch tài chính hay chưa, và các mục tiêu đầu tư tích sản của bạn sau này là gì. Và bên cạnh đó thì bạn Dương cũng phải tăng cái kiến thức cho mình về đầu tư để có thể vững bước trên con đường hướng tới sức khỏe tài chính và an tâm đầu tư. À, ngoài ra anh muốn bổ sung thêm một cái điểm nữa này, đó là trong cái thông tin mà anh Dương đưa về thì bạn giờ làm freelance và chủ yếu lướt bất động sản thôi, đúng không ạ? Thế thì anh nhận ra là trong cái cấu trúc thu nhập như này thì cũng phải nên xem lại, bởi vì không phải lúc nào là cái thị trường lướt bất động sản nó cũng thuận lợi, đúng không? Mà lại chỉ phụ thuộc vào một nguồn thu nhập như này thì nó liệu nó có bền vững hay không là vấn đề mà chúng ta cũng phải cần xem xét. Một cái kết quả research của một nhóm trên thế giới đã nói rồi, tất cả những cái triệu phú tự thân nha, đấy, tức là tự họ làm để trở thành triệu phú, thì trước cái thời điểm mà trở thành triệu phú thì họ luôn luôn là có ít nhất là ba nguồn thu nhập, đúng không? Thế thì anh Dương nên xem xét lại là ok, ngoài cái nguồn thu nhập từ lúc bất động sản này thì mình có nên cân nhắc thêm một cái nguồn thu nhập khác hay không, đúng không? Có thể có tính chất ổn định hơn, có thể là làm một công việc gì đó bán thời gian thêm, hoặc là lập một cái danh mục đầu tư, một quỹ đầu tư của mình để có thêm nguồn thu nhập thụ động. Thì anh nghĩ là nên chú ý thêm cái yếu tố về nguồn thu nhập nữa để mà chúng ta đảm bảo rằng là cái con số mà 30 triệu như hiện tại của bạn là nó không có bị rủi ro xảy ra mất cái nguồn thu nhập đó. Thì lúc đó cộng với vấn đề là bạn đang không biết cách kiểm soát về chi tiêu nữa thì vấn đề này sẽ trầm trọng hơn rất là nhiều, đúng không? Vấn đề chúng ta phải nhìn thấy được là trong cái câu chuyện này của cái tác giả, của độc giả, thì nếu tiếp tục như điều này thì điều gì xảy ra trong tương lai, chứ không phải là chỉ dừng lại câu chuyện hiện tại không ạ. Rồi, thì vậy thì bạn anh Dương nên xem xét để mình cân nhắc để tăng thêm cái nguồn thu nhập của mình, đúng không anh Quang? Đa dạng hóa nguồn thu nhập. Đúng rồi, đa dạng hóa nguồn thu nhập. Như vậy là cái câu chuyện của bạn anh Dương có gửi về cho chương trình thì cũng được anh Quang chia sẻ một chút để bạn anh Dương có thể rút ra cho mình những cái kinh nghiệm, những bài học để mình có thể xây dựng được kế hoạch tài chính của mình một cách tốt nhất. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chuyên mục của chúng tôi. Chúc các bạn có một buổi tối vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.